Xin chào mọi người, trong video clip lần này thì Moon sẽ hướng dẫn mọi người cách phân biệt hai từ police và từ please. Tuy rằng có một số bạn thì cảm thấy rằng nó rất là dễ để phân biệt hai từ này đúng không? Nhưng cũng có rất nhiều bạn cảm thấy là khó khăn. Nào, đầu tiên nhất là từ cảnh sát. Từ cảnh sát này gồm có cả hai âm tiết. Âm tiết đầu tiên là âm th, âm thứ hai là lease. Và âm s ở cuối nhé, các bạn đừng quên âm s ở cuối. Nguyên âm y dài căng miệng, lease, police. Khi mà làm một cái từ có hai âm tiết ấy, thì chúng mình phải nói đủ cả hai âm tiết và đồng thời mình sẽ nhấn trọng âm vào trọng âm của nó. Trong trường hợp này là âm tiết thứ hai, please, please. Còn cái từ tiếp theo nữa là từ please, từ này chỉ có một âm tiết thôi và âm cuối của nó không phải là âm s mà là âm z. Mọi người hãy cùng đọc nhé, từ này hơi khó một chút này, nó có tổ hợp âm p và âm ơ kết hợp pull. Các bạn phải làm hai cái âm này gần như cùng một lúc. Pull, tức là khi miệng của các bạn chụm lại làm âm p thì lưỡi bên trong họ đặt ở vị trí của âm ơ. Pull và âm y dài và đến âm z. Please, please. Chúng mình cùng đọc lại hai từ này nhé. Một từ là please và từ thứ hai là please, please. Một từ một bên là gồm có hai âm tiết và âm cuối cùng là âm s, trong khi một từ là một có một âm tiết và âm cuối cùng là âm z. Cùng đọc lại nào, police và please. Hy vọng rằng sau video này thì Moon đã giúp mọi người hiểu hơn về cách phân biệt hai từ này và chúc mọi người cùng luyện tập thành công nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye.